Ủa là trời, mày vô đây mày bắn tơ đó hả? Thôi ghê quá. Má mày, mày bắn tơ lại con mày có cái nhà nào tụi tao nặng luôn đúng nha. Trời ơi, cái bụng nó tơ thôi mà. Trời ơi, nó nặng tơ luôn kìa ông nội ơi. Mẹ má ơi. Chết rồi. Thấy gớm quá thiệt chứ mà sao mà con để bỏ sợ Spider-Man thì mất sợ không vậy? Để hả? Nó bắn mới con miếng là tơ quá trời cái đây luôn. Người Spider-Man girl mà mang gút vô người Spider mẹ. Được hết hả? Trời ơi, người sao mà mặc quần cháy? Bà đậu chanh ra đường phải mặc quần mới có chiều chứ. Không phải là người ta là người ta mặc bộ đồ xong người ta hãy chùm cái đầu lại, mắt chùm cái đầu trước mới mặc bộ đồ. Nói nghe nè, Spider-Man rất là thông minh nghe chứ không phải là một con sực tú bịch girl vậy má. Trời ơi là trời. Mặc trong khi đó ra đường mới xe đụng mất sợm nữa nè. Ừ, mất cúp tôi đã chùm cái đầu vô. Rồi quay cái mặt lên, quay xin lỗi đi. Quay cái mặt. Quay cái mặt làm cái. Vừa đồng đó lắm. Trời ơi sao cái mặt mất sợm như má. Trời ơi là trời. Trời ơi. Thì con quê tôi trong cánh thổ vai có ai đi xa mà không nhớ về nhà. Quê tôi dưới biết bao khổ dưới bao tận đồng thương mất người Việt Nam. Số gì đây, số gì đây, số gì đây.
Ủa là trời, mày vô đi mà bắn tơ đó hả? Không ghê quá. Mày bắn tơ lại con mày có cái nhà nào tụi tao nặng luôn rúng nha. Trời ơi, cái bụng nó tơ luôn. Trời ơi, nó nặng tơ luôn kìa ông nội ơi. Mẹ má ơi. Chết rồi. Thấy gớm quá thiệt chứ mà sao mà con chế. Ủa sao Spider-Man thì mất sợm vậy? Chế, hả? Nó bắn mới con miếng là tơ quá trời từ đây luôn. Người Spider-Man girl mà mang guốc gì người Spider mẹ. Được hết hả? Trời ơi, người sao mà mặc quần cháy? Bà đậu chanh ra đường phải mặc quần mới có chiều cháy. Không phải là người ta là người ta mặc bộ đồ xong người ta hãy chùm cái đầu lại mắt chùm cái đầu trước mới mặc bộ đồ. Nói nghe nè, Spider-Man rất là thông minh nghe chứ không phải là một con sực tú bịch gơ vậy má. Trời ơi là trời. Mặc trong khi đó ra đường bị xe đụng mất sợm nữa nè. Ừ, mất cúp tôi đã chùm cái đầu vô. Rồi quay cái mặt lên, quay mặt. Xin lỗi. Quay Quay cái mặt làm cái mặt. Vừa lòng đó lắm. Trời ơi sao cái mặt mất sợm như má. Trời ơi là trời. Trời ơi. Rồi cho là xấu tiếp đi ơi. Trời, như điều anh muốn nói. Ai lắm đến khi từng câu nói. Có ngày sau đêm buồn, để bánh tờ mặt kiếm chua ngoan. Anh chỉ bên ấy buồn ba bốn ngày. Buồn ba bốn ngày năm mươi bảy. Số gì đây số gì ra tại thiên mà đại thánh này náo chú thiên cung đi đến chi tung tìm đường mà chạy trốn thấy nhỏ 51 cái 51 51 bốn gì đây bốn gì đây cái bốn gì đây Bà nội cha hát bánh đồng làm hát như địa ngục vậy đó. Rồi, ok, chúc mừng trên gái cho quý vị đồng lời đặc biệt. Cho nên là còn ai may mắn trúng giải cho quý vị thì chạy nhanh chân lẹ tay quý vị nha. Dễ thưởng là 5 phần nha quý vị. Rồi, em thắng ngay đây cứ bắt đèo bên đây nè, giữa ánh sáng nè, gần đây với Linh Thiên nha. Rồi, cái quý vị và 43 giờ kia qua 43:01. Thôi bây giờ gì nè, em cầm đi mời một khán giả lên dò nó mới khách quan. Đúng rồi. Không, hai nhỏ nó quen lắm. Rồi, cái đúng còn ai xúc phong xin tặng hai giấy lời theo. Đây em trai, áo đen, rồi xin mời em. Rồi cứ đúng quý vị và nghĩ đi coi lô tô đến cái nền trắng dữ vậy mày á. Mày mang đeo khẩu trang vô gửi cái đèn kịnh nè. Rồi ok, em chơi lên đi cưng. Rồi em lên kia thay cho Châu Pha dò lại chị ha. Cứ đúng quý vị và nghĩ bây giờ chúc mừng bánh đèo đầu tiên từ bé chị nè. Dòng lời 380 có trên bản đèn không? Và 380 có bản đèn. Chúc mừng. Và 43 chị kêu qua. Có 1. 51. Có 2. 31. Có 3. Số 9. Chúc mừng bánh đèo nha. Rồi chúc mừng tráng sĩ 0305 hợp lệ nha quý vị nha. Và các con số may mắn 43 có 1, 30 thọt là 31 đó cưng, có 2 và 51 có số 9 đủ hợp lệ. Chúc mừng em trầu lỗi đi chơi mà mặc đồ trai quá nội ơi, thiệt chứ. 0330 và hợp lệ luôn, các con số 9 31 43 và 51 giống hồi nãy đó cưng. Rồi cảm ơn em gái. Rồi cầm rồi. Rồi, ngay bây giờ ha, Quang Hồng Cường, anh Hồng Cường tặng ghế kìa. Quang Hồng Cường, đêm Hồng Cường tặng em hai bé nha, cảm ơn em. Cái đó quý vị, ba nhân vật trên sân khấu đại diện cho ba tính cách khác nhau. Ai sẽ là màu tím, ai sẽ là màu xanh lá cây và ai sẽ là màu đỏ. Màu vàng là tím bầm, tím mộng luôn nè. Chứ đợt đâu có ai mà... Thấy băng ca đi đâu vậy mẹ? Cái quý vị và trên tay của đồ đồ là giải thưởng đầu tiên vào tiệm đầu tiên của điện nha. Và chúng ta còn một vòng nữa, quý vị nhớ ở lại tới cuối chương trình để tham dự. Rồi ngay bây giờ bánh bèo bước tới, em xoay đi. Em quay em sao mà xong mình đã loài con số bự nhất. Ôi da! Trời ơi, tôi chưa kịp nói nên cũng quay ra rồi.
Vậy lấy đi đây đứa đứa. Gớp gặp chủ nghe má. Rồi em trai quay đi cưng. À, nếu em quay gì nè là trộn banh nó lên, quay ngược là nhẹ nhàng theo sẽ lấy banh ra, hiểu không? Rồi ok, xin mời em. Con ta lên tới đây thì nó mát. Rồi em gái quay đi cưng, trộn lại, trộn lại đó, quay 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 trầu trầu rồi gọi bà nội quay ra đó, gọi lấy đi đó. Rồi em số mấy với bánh bèo? 28 không có gì. Bên đây có một con một số 8 mới ghê chứ. Rồi 59 không có gì, chia tay với em 28, nhận giùm chị con gấu đứng nha. Rồi em bỏ con gấu lại đó, nhận phần quà bự nhất. Ông quay sao mà số 59 luôn, giặt cái khẩu trang đó con có đẹp trai không? Trời ơi xuất sắc luôn. Rồi có bạn trai chưa? Đó rồi. Đẹp trai còn em không? Đẹp trai còn em không? Có bạn trai rồi luôn hả? Rồi bây giờ là em giới thiệu tên và em đến từ đâu cho bà con mình được biết nè. Em tên là Mỏng, đến từ thành phố mới. Đến Sài Gòn tới thời được bao nhiêu lần rồi chứ? Cũng nhiều. Vậy là rất là xứng đáng rồi, em mở lên kiểm tra lại đi. Đừng có bớt, mở nhẹ nhẹ thôi. Nó hơi nhiều, nó hơi lâu. Bây giờ chị mở cho. Chị có kinh nghiệm lắm. Nhưng mà chị chưa được đeo thôi. Ok, cái này là cái biên nhận nè. Để đây chị mở cho. Rồi, được rồi, hết hồn hay quá. Đó rồi, à, ví dụ như dập lời tiếp theo này, có ủng hộ nữa không? Có. Chăm vé mấy người. Đẹp vé lại cho nó, chăm vé thì của tao. Rồi, cảm ơn em nha, chúc mừng Mẫn nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Trời ơi, sợ thiệt nổi. Thôi vì đây đâu có lây nhiễm đâu cưng. Rồi phá tiễn lên xuống dưới tha đó. Rồi kính thưa quý vị, và ngay bây giờ lại tiếp theo có đôi chân tay và hướng mắt về sân khấu thì bây giờ sối không quý vị ơi, phía này còn bé chưa có bé hả? Bé bên đây nè, gần sau lưng em thành mấy do
Rồi Spider-Man Girl mà mang guốc gì rồi Spider mẹ. Được hết hả? Trời ơi, tôi sao có mặc quần cháy. Bà đậu chanh ra đường phải mặc quần mới có chiều cháy. Không phải là người ta mặc bộ đồ xong người ta hát chùm cái đầu lại mắt chùm cái đầu trước mới mang mặc bộ đồ. Nói nghe nè, Spider-Man rất là thông minh nghe chứ không phải là một con sực tú bịch gơ nha má. Trời ơi là trời. Mặc trong khi đó ra đường cái xe đụng mất sợm nữa nè. Ừ, mất cúp cho đã chùm cái đầu vô. Rồi quay cái mặt lên, quay. Xin lỗi. Quay cái mặt. Quay cái mặt làm cái. Vừa đồng đó lắm. Trời ơi sao cái mặt mất sợm như má. Trời ơi là trời. Trời ơi. Rồi cho là xấu tiếp đi ơi. Vậy này em cầm đi mời một khán giả lên dò nó mới khách quan. Đúng rồi. Không hay nhỏ nó quen lắm. Rồi. Cái đúng còn ai xúc không xin tặng hai giấy lời theo. Đây em trai áo đen rồi xin mời em. Rồi cái đúng quý vị và nghĩ đi. Đi coi lô tô đánh cái nền trắng dữ vậy mày á. Mày mang đeo khẩu trang vô gửi khúc chiếc đen kịnh nè. Rồi ok. Em trai lên đi cưng. Hai em lên kia thay cho Châu Pha dò lại chị ha. Cái đúng quý vị và ngay bây giờ chúc mừng bánh bèo đầu tiên từ bé chị nè. Dòng lời 380 có trên bản đèn không? Và 380 có bản đèn. Chúc mừng. Và 43 chị kêu qua. Có 1. 51. Có 2. 31. Có 3. Số 9. Chúc mừng bánh bèo nha. Rồi. Chúc mừng tráng sĩ 0305 hợp lệ nha quý vị nha. Và các con số may mắn 43. Có 1. 30 thọ. Là 31 đó cưng. Có 2. Và 51. Đó. Số 9 đủ. Hợp lệ chúc mừng em trầu lộ đi chơi mà mặc đồ trai quá nội ơi. Thiệt chứ 0330 và hợp lệ luôn. Chắc là số 9 31 43 giờ 51 giống hồi nãy đó cưng. Rồi cảm ơn em ném gái. Rồi cầm rồi. Rồi ngay bây giờ ha. Quang Hồng Cường, anh Hồng Cường tặng ghế kìa. Quang Hồng Cường, anh Hồng Cường tặng em hai bé nha. Cảm ơn em. Cái đó quý vị. 3 người
nhân vật trên sân khấu đại diện cho ba tính cách khác nhau. Ai sẽ là màu tím, ai sẽ là màu xanh lá cây và ai sẽ là màu đỏ. Màu vàng là tím bầm luôn à. Chứ đợt đâu có ai mà để băng ca đi đâu vậy mẹ. Chứ đúng cái gì mà trên tay của Lựa Đồ là giải thưởng đầu tiên vòng đầu tiệp đầu tiên quý vị nha. Mà chúng ta còn một vòng nữa quý vị nhớ ở lại tới cuối chương trình để tham gia tham dự. Rồi ngay bây giờ bánh bèo bước tới em xoay đi. Em quay em sao mà cho mình đã loài con số bự nhất. Ôi da trời ơi tôi chưa kịp nói nên cũng quay ra rồi. Vậy lấy đi đây đứa đứa gớt cặp chủ nghe má. Rồi em trai quay đi cưng. À nếu em quay gì nè là trộn banh nó lên. Quay ngược lại nhẹ nhàng theo sẽ lấy banh ra hiểu không? Rồi ok xin mời em. Con ta lên tới đây thì em mát. Rồi em gái quay cưng. Trộn lại đó. Quay Trời ơi. Rồi bà nội quay ra đó. Rồi lấy đi đó. Rồi em số mấy cho bánh bèo? 28 quý vị. Bên đây có một con một số 8 mới ghê chứ. Rồi 59 quý vị. Chia tay với em 28 nhận giùm chị con gấu đứng nha. Rồi em bỏ con gấu lại đó. Nhận phần quà bự nhất. Ông quay sao mà số 59 luôn. Giặt cái khẩu trang đó con có đẹp trai không? Trời ơi xuất sắc luôn. Rồi có bạn trai chưa? Đẹp trai còn em không? Đẹp trai còn em không? Có bạn trai rồi luôn hả? Rồi bây giờ là em giới thiệu tên và em đến từ đâu cho bà con mình được biết nè. Em tên là Mỏng đến từ thành phố mới. Đến Sài Gòn tên thời được bao nhiêu lần rồi chứ? Cũng nhiều lắm. Vậy là rất là xứng đáng rồi, em mở ra kiểm tra lại đi. Đừng có bóp, mở nhẹ nhẹ thôi. Đến nó hơi nhiều, nó hơi lâu. Bây giờ chị mở cho. Chị có kinh nghiệm lắm. Nhưng mà chị chưa được đeo thôi. Ok, cái này là cái biên nhận nè. Đây chị mở cho. Rồi, được rồi, hết hồn hay quá. Đó rồi, à, ví dụ như dập lời tiếp theo này, có ủng hộ nữa không? Còn chăm vé đi rồi. Đẹp vé lại cho nó, chăm vé thì của tao. Rồi, cảm ơn em nha, chúc mừng Mẫn nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Trời, nó sợ thiệt nổi. Thôi, chị đây đâu có lây nhiễm đâu cưng. Rồi, rồi phá tiễn cho nó xuống dưới ta. Đó. Rồi, chứ đúng quý vị, và ngay bây giờ dập lời tiếp theo có trên tay và hướng mắt về sân khấu thì bây giờ sớm quý vị ơi. Phía này còn bé chưa có bé hả? Bé bên đây nè, gần sau lưng em. Thành mấy? Số gì là mấy thì được trở lại đây. Trở lại đây mà nghe tiếng số mấy thì là mấy thì là. Mấy thì là mấy thì là mấy thì là mấy thì là. Mấy thì là mấy thì là số. Người ta kêu hoàng thượng mà nội kêu hoàng lương là người ta đi làm gái hoàng lương nói nữa nhưng mà nó kêu hoàng thượng mà thấy cái gì không chứ không mà mặc đồ giống làm gái quá tôi không có bình được rồi vô đi hát tiếp đi má ơi mà kêu bắt dây kêu con nhỏ này nó dốt tuồng gần chết số gì ra số gì ra số gì ra số gì ra giữa xanh tí đường mình đang biếu cho ra muôn đời tụng kinh. Ủa mưa chưa đủ buồn hả? Mời nó cộng. Trời ơi nó ca nè.
bông hoa rụng, kêu hoài không rụng, cứ đờn hoài ra sao nó ra được. Đúng rồi đó. Lại nha. Hồi bữa bị đặt bể cái đờn là không sợ hả? Mợ chú còn con gái là ông chết rồi đó. Nghe là hát đi, chị xin đi, tại nó út bệnh ra không biết, tôi hát dở ra cái gì? Ha, hát hay lắm, hay lắm. Bà đồng gia này hát cái lương mà tao tụng kinh thì mày hiểu rồi ha. Vô nè. Tôi đều muốn lâm phổi vậy đó mấy má. Lấy hơi từ từ. Đánh cái đó lại hơi lên đó má. Không đợi 50.000 đồng số năm quý vị sẽ ngồi nhiệt tình ha. Trời ơi, chúc mừng anh ba mình nha. Dạ chúc hai giải luôn á hả? Dạ 1723 luôn. Trời hay trời, hay quá vậy ta. Trời rất là đặc biệt luôn quý vị nha. Số 8, 13, 37 và 50 và hợp lệ. Dạ 13, 28, 31 và 50. Y chang. Dạ anh cầm giùm em hai vé nha.